Ok, xin chào tất cả các chị các bạn ha. Thì hôm nay tiếp tục series nghề cá. Thì hôm nay Tuấn có gặp một đứa em, ngày xưa nó cũng chơi beta đó. Nhưng mà bây giờ thì em chuyển một ngành khác là ngành cá biển. Và hiện giờ em đang làm chủ một cái cửa hàng, một thương hiệu cá biển cũng khá là lớn, tên là Green Aquarium. Bây giờ mời các bạn cùng Tuấn đi xem tiệm của em nha. Ok, và bây giờ mình bắt đầu mình đi vào tiệm của em ha. Thì ở phía bên ngoài tiệm là cửa kính, bên trong chắc là mực máy lạnh đó các bạn ha. Chào em. Dạ, hello anh. Chào con. Đây là bạn chủ tiệm Green Aquarium ha. Ờ, hello mọi người. Bên trong mát mẻ ha. Anh thì anh đi tiệm cá nào mà mực máy lạnh nhà thích lắm. Dạ. Cứ ngồi xuống ở trong đây á. Dạ, ở Sài Gòn mình cũng nóng lắm anh. Được biết ngày xưa thì là con cũng chơi beta, thời gian sau thì con chuyển qua bên cá biển. Thì em có thể giới thiệu sơ anh ở đây mình bán cung cấp những dòng gì loại? Dạ. Ở bên mình thì chuyên các cái sinh vật biển, ví dụ như cá, các dòng cá biển khác nhau, từ cá Nemo thường cho tới Nemo nhân tạo, Nemo đột biến cũng có. Hay là rất là nhiều các dòng cá biển ở đây, các hàng bóng tan rồi cá bướm, cá thiên thần, rất là nhiều dòng. Ví dụ chơi cá biển thì hầu hết em là có đủ. Đó là cơ chung cung cấp tất cả mọi dịch vụ về cá biển. Dạ, các dòng cá, các thiết bị hồ, cát, đá, layout, vi sinh, đèn đóm, skimmer, thiết bị, chân tủ đầy đủ hết luôn. Từ A tới Z luôn đó các bạn. Thì không có thể giới thiệu anh với các bạn xem là một số cái loại của mình ở đây mình trưng bày á. Dạ. Ở đây thì em có nhiều dòng tượng trưng đây nha, bởi vì nó nhiều lắm. Ở đây anh thấy ở đây là có một con màu đỏ nè, còn đây là dòng cá hề, gọi là hề cà chua. Bởi vì anh nhìn cái hình thái của nó, nhìn cái màu đỏ của nó tươi tới mức như mình cắt lát một quả cà chua ra vậy đó. Thì đó, ở đây thì có hai con, một con lớn thì là con cái, con nhỏ thì mặc định là con đực, tụi đây thì là lưỡng tính nha. Rồi con cái mà chết thì con đực khác sẽ lên là con cái. Hay vậy, dạ. Nó lưỡng tính hả? Nó lưỡng tính. Hay quá. Ở đây thì có các cái dòng tan như ở trong kia mặt khỉ kìa. Ở đây anh quay rõ hơn bên đây nè. Đó, có con mặt khỉ, cái con đó, cái con nhìn đầu gấu đó, gọi là con mặt khỉ. Con đó là con mặt khỉ. Dạ, nó là dòng tan ăn rêu, còn con đây là dòng nẻ cũng là ăn rêu luôn. Cái dòng cơ bản á, còn đây là cái... Tụi này nó hiền ha, mình thả chung con nào với nhau cũng được ha. Dạ, mình phải ghép anh, bây giờ anh thả con thứ ba vô thì nó sẽ đánh nhau. Bởi vì nó là ăn rêu quá cho nên nó giữ lãnh thổ rất là căng. Thêm một con vô có thể đói cả đám cho nên là vô thường nó quýnh tới chết. Nó dành ăn rồi. Dạ, mình phải biết cách ghép, bản năng của nó là quýnh mấy con chung dòng. Thông thường thì mình ghép như vậy thì bao lâu thì nó... Bình thường mình bỏ cái bóc khoảng 7 ngày. Rồi mình cho ăn thật là nhiều vô để giảm cái bản năng nó xuống. Thì lúc đó mình thả ra thì khả năng xác suất thành công cao. Còn quýnh nhau ban đầu thì nó vẫn đấm á, đấm u đầu ấy. Đây là con xì bích. Con xì bích. Anh nhìn hình thái của nó là biết vì sao gọi là xì bích à. Rồi, cái này ai mà có chơi tiến lên là biết ha. Chơi tiến lên là biết. Đây cũng giống tan luôn, một hình thái cá rất là đặc biệt ở trong cá biển đó là phong hình tam giác và cái mỏ nhọn nhìn là rất đặc trưng. Ngoài ra thì ở dưới đây thì có các dòng cá, anh quay bên đây là có cá hề nè, đó núp ở, núp ở trong rạn. Các bạn thấy nó núp ở trong bên trong nè, núp ở bên trong rạn đó. Là cá hề. Tụi này size mà bự nhất nó là khoảng bao nhiêu? Bự nhất em từng thấy nó có thể lên tới gần bằng một bàn tay mình luôn. Dạ, nó bự dữ. Dạ, nhưng mà sau đó mà tự nhiên thôi, và sau đó ít ai nuôi bởi vì nó lên nó rất là hung hăng. Mình nuôi size nhỏ và size vừa là ok nè. Mấy con này size mini nhìn mê quá bạn. Dạ, mấy đây mini size, con này rẻ lắm anh. Cái này là mình nuôi hay là mình làm quen nước cái bóc? Cái đây là mình nuôi á, nhưng mà con này size nó lớn sợ nó quýnh mấy con nhỏ, mình tách ra, với lại là dòng khác á, có gì thì dễ bán cho khách nữa. Còn bên đây là chỗ khu vực mình cũng trưng bán đúng không? Dạ đúng rồi. Bên hồ đây thì mình tách dưỡng từng con kỹ lưỡng hơn, có nghĩa là mình tránh nó quýnh nhau ấy. Cái loại này đẹp quá nè mấy bạn. Con đây thì là cá bác sĩ anh. Màu tê quá. Cá bác sĩ có nghĩa là khi mà anh đút tay vô đi, tụi nó sẽ quấn lại tay anh, tụi nó tìm coi thử trên tay anh có ký sinh trùng hay là gì không. Cái tay mình thì nó sợ nha. Nhưng mà một con cá khác vô đi, tụi đây nó sẽ bay lại xung quanh, con cá nó sẽ nằm ngang đây nè. Con này sẽ bò xung quanh, nó ăn mấy ký sinh trùng. Anh coi trên thế giới động vật hay thấy á, nó chui vô mang vô mồm á. Là mấy con đây nè. Ồ hay quá. Là mấy con cá nó há miệng ra là cá đây nó chui vô nó ăn xong nó chui ra. Và không có cái nào tấn công con này hết á. Mà bác sĩ này màu sắc là hơi bị đẹp ha. Dạ. Màu nhìn lạ. Có 70 ngàn con. Wow, quá rẻ. Bác sĩ vừa đẹp mà vừa rẻ. Ồ, còn phía bên đây là mình thấy có cái hồ, nó có nè, san hô hay gì? Hồ đây là hồ hải quỳ anh. Hải quỳ hả? Con hải quỳ là cái dòng Nemo nó sẽ sống cộng sinh ở đó. Bản thân con hải quỳ có độc nha.
nó có thể bắt dính cho cái tay mình, và cá khác qua thì con hải quỳ nó sẽ bắt và nó ăn vô cái miệng giữa của nó này. Anh quay thấy cái miệng không? À, đó thì cái con Nemo nó cộng đây sinh là cái ở miệng đây này các bạn. Dạ, Nemo cộng sinh đây bởi vì khi mà nó bị cá khác tấn công á, thì cá khác lại gần là sẽ bị con hải quỳ chích độc và con hải quỳ nó ăn luôn cá đó luôn. Cho nên là đây là mối quan hệ cộng sinh, riêng con Nemo là nó kháng cái độc tố của con quỳ luôn. Hay quá. Cho Nemo ở đây nó dọn vệ sinh cho con quỳ, nó thành một cái ổ. Ở dưới đây là nguyên một đàn đây nè. Nghe độc tố như vậy thì mình có, nó có ảnh hưởng tới mình không? Bàn tay của mình khi mà anh rờ chúng nó có thể hơi ngứa, nhưng mà đụng với da non thì nó sẽ kích ứng lên giống như bị kiến cắn hay là bị sâu róm á. Dạ, cho nên là mấy hải quỳ mình cẩn thận. Hải quỳ nó có nhiều màu. Bên đây là nó cũng là hải quỳ hả? Dạ, hải quỳ đi, hải quỳ bún. Hải quỳ bún thì nó không có độc. Cái này loại này giống bún khoai môn ở trong siêu thị mình thấy. Dạ, ở đây anh thấy là có con cua, có đó con là cua con này. Cua hải quỳ. Cua hải quỳ luôn? Dạ, cua hải quỳ và con tôm hải quỳ ở bên đây nè anh. Hay quá. Nó ở đẹp trong quá. Con quỳ thì có cả hệ sinh thái luôn. Con mấy cái con này mình không nhìn kỹ, mình không biết nó là con vật nữa các bạn ha. Tôm hải quỳ nhìn như con Pokemon á. Cứ tưởng nó là cái gì không à. Đây, con cua hải quỳ cũng vậy nè. Nhìn con đó. Cua hải quỳ đặc biệt nó có cái vợt đó anh. Nó sẽ đưa ra hai cái vợt giống như con tôm vợt, nó phù du trong nước á, nhưng mà nó cảm thấy an toàn, nó ăn anh mới quay được thôi. Trời trời, nhiều cái hấp dẫn quá. Nhiều một nguyên một ổ Nemo kìa. Đó, đây đang bắt cặp với nhau đó đó. Đã quá. Anh mà bây giờ lọc ở dưới lên là nguyên đàn Nemo đó. Cái này thì mà em cho ăn như thế nào? Em cho ăn thì em cho ăn hạt thôi. Để lấy thức ăn cho ăn thử nha. Đây, nó ăn hạt nè. Đó, anh thấy không? Nó đớp mồi ha. Dạ, đó là con hà. Ví dụ thức ăn thừa rớt xuống đây là con hải quỳ nó vẫn dùng xúc tu để nó ăn. Ở trong đây thì có nhiều loại, anh thấy cái con mà trắng trắng nhiều á, con trắng trắng nhiều á là đột biến. Cái con mà nhìn người nó cứng cứng hơn á là con cá hèo khoang cổ, và cái con mứt gọi là lạ lướt mà trắng đỏ nhìn nó thì con đối thì con đó là Nemo. Nói chung họ hề với nhau nhưng mà nó chia thành nhiều dòng, nhiều cái tên ha. Dạ, như hồi nãy màu đỏ le thì mình gọi là hề cá chua. Mấy anh lanh quá trời, lanh quá trời. Thấy không, cưng không? Cưng quá. Vậy nó dễ nuôi, mình có thức ăn hạt nó dễ nuôi ha. Còn mấy cái con cá trên đây là anh hay thấy ở trên Facebook nè. Dạ, họ nhà cá bóng anh. Cá bóng. Con đây gọi là bóng cơ lửa, bóng ở bên nước mặn này rất đa dạng nha. Nó có bóng đây là nó bơi dạng tầm trung nè. Gọi là bóng cơ lửa, nó có cái cờ nổi lên trên đầu, có một bóng Boeing này nhìn hình thái như chiếc phản lực vậy đó. Nó cứ bùng cái dạ, đây là bóng cơ lửa, để cho anh ăn, anh coi thử nha. Họ nhà bóng thì rất là dễ nuôi trong cá biển á. Anh thấy nó ăn không? Nó đi đàn hòa đồng. Phê quá. Tụi này mình đâu có cần ghép thử đâu. Để có những cái con cá. Con đây là vẫn là họ nhà cá bóng, nhưng mà bóng cờ đen. Bóng cờ đen này nó lại cộng sinh với tôm, nó là một cái dạng khác nữa. Màu đẹp quá. Dạ, nó là có một con tôm súng lục, con tôm mà có khả năng bắn con khác chết á. Ghê. Nó bắn cho bụp một phát là lật luôn á. Thì cái con cá đấy đã ở chung với con tôm, có nghĩa là cái động vật săn mồi tới là con cá đây báo động chui vô hang trước, con tôm chui vô sau. Là nó đứng canh, còn con tôm thì đào hang. Là hai tụi đó là bạn thân. Anh cứ núp hình ra mình ít thấy anh. Dạ. Đây cờ lửa. Đẹp quá. Tụi này thì mình đâu có cần phải ghép đôi thử này kia nào. Dạ không, tụi đây sống đàn dễ lắm anh. Tụi đây cực kỳ lành tính. Giống như tụi neon vua này. Dạ dạ dạ, mấy cái hồ nhỏ, mấy cái hồ khách mới tập chơi, em cho khách chơi con này nhiều. Mà mùa đây nó có nha. Chứ còn mấy cái mùa mà mình kiếm nó không ra luôn á. Giá nó lên gấp 2, gấp 3 lần luôn, những cái mùa biển động á. Ghe tàu mình không có đi đánh bắt được á. Thì kiếm không ra. Rất là hiếm. Ở đây có nhiều lắm nè anh. Đây mình có con tôm tích nè ha. Dạ không phải tôm tích đâu. Con đây gọi là Mantis Shrimp. Đầu tiên là anh nhìn màu sắc nó rất là khác, anh thấy không? Nó vừa đắm em xong á. Nó dữ ha. Nó vừa đắm em xong cho nên là tụi đây nó phải tách ra. Anh nhìn cái màu sắc trên vầy nó nè. Tôm tích thường cái màu đó là xấu, nó tịt màu với nhau á. Đúng rồi. Dạ, còn con đây là gọi là Mantis Shrimp, giá trị nó nước ngoài cực kỳ cao luôn á. Ở Việt Nam mình cũng dạ anh em sưu tầm rất là nhiều. Để ý kỹ, nó có hai cái vầy trên nó khác con tôm tích ha. Dạ. Họ không giống tôm tích, với lại cái góc nhìn này nè, anh đưa được góc nhìn từ trên xuống sẽ thấy cái phần lưng của nó màu rất là khác. Cái màu nó nổi bật lắm. Người ta nuôi trong nhà như nuôi chó, giống như anh làm cái hồi nhỏ anh nuôi con Pita đó, mà nó rất là khôn. Khôn cực kỳ luôn. Một con này nó bằng 1 kg tôm tích bình thường không? Một con này tầm khoảng tùy theo màu, dao động khoảng từ 250 tới 500. Vậy bằng mấy ký tôm tích luôn các bạn. Nó bằng cỡ ký tôm tích bình thường thôi, nhưng mà hiếm lắm. Hiếm lắm hả? Đặc biệt rất là hiếm. Tùy theo màu sắc của nó mà giá lại lên rất là cao, đặc biệt bên nước ngoài á, còn ở mình Việt Nam mình thì giá trị nó rẻ. Anh nuôi cho một cái hồ, anh cho nó ăn rất là cưng nha, anh bỏ một con nghêu vô đi, nó đắm vỡ được vỏ nghêu luôn. Wow, khỏe dữ. Dạ, anh coi clip nước ngoài đó, thả nó đắm nhau với lại là
là cua rồi tôm các thứ là nó đắm bay càng bay đỏ đó. Dễ dữ. Cái lực đắm nó kinh khủng lắm. Còn bên đây mình là cầu gai ha. Con dạ. Này là anh biết tên nè. Bên đây là cầu gai. Cầu gai này thì mình cho nó ăn nha. Cầu gai thì thường nó ăn rong ăn rêu bám thanh hồ này anh. Thì nó là sinh vật dọn rêu ở bên đây. Mình cứ thay vì ở bên rêu lên đúng không? Nước ngọt anh nuôi Nerita đúng không? Nerita hoặc là ốc. Con dạ. Ốc. Đây thì mình nuôi cầu gai. Cầu gai ăn rêu cực tốt bởi vì nước mặn có rất là nhiều dòng rêu khác nhau. Và có nhiều dòng rêu chỉ có con này mới ăn thôi. Vậy là con này sẽ cạnh tranh với lại con tỳ bà Yabel. Tỳ bà Yabel ăn ghê lắm. Dạ nó ăn. Ở đây có anh tôm nè. Tôm đây là tôm bác sĩ nè. Đại cá bác sĩ đó, tôm bác sĩ. Bà con chứ kia. Dạ. Không biết làm sao cho nó lên chứ mình thọc ở tay vô là nó sẽ bu vô tay mình liền luôn. Nó dạng hơn mấy con ấy rất là nhiều. Bên đây mỗi ô em có mấy con anh. Nó cũng trị bệnh giống như thằng kia, nó cũng liên bắt. Dạ, cá mà bị nắm là nó sẽ chạy lại trước. Chạy lại nó ở đây trước, ở đây mỗi con nó đứng yên một chỗ thôi. Y như là cái trạm gara vậy đó. Thì cá bị bệnh nó sẽ nhớ chỗ đó, nó chạy lại và con tôm này sẽ lại bắt mấy chú sinh cho mấy cá đó. Quá. Nhìn bình thường nhìn ảnh không biết con tôm nha các bạn. Nhìn cứ tưởng là một con bò gậy hay cái gì đó. Dạ nhìn lạ đúng không? Với hàng rau của nó. Hàng rau nó đẹp. Ồ cái phía bên này mình thấy là có một cái hồ để san hô. Dạ hồ. Hồ đây hồ layout anh. Đây là con sao biển nè. Dạ. Anh nhìn sao biển anh quay cận mọi người coi. Ta thấy cái râu nhỏ nữa không? Đó, đó, đó là cách nó di chuyển đó. Đó là polyp. Đầu tiên mình thấy một con sao biển ha. Rõ ràng như vậy. Bình thường ở ngoài biển thì lụm nó lên nó có con sao biển màu đỏ đỏ. Dạ. Bé bé. Dạ. Đây là cái hồ em đang setup để chuẩn bị nuôi full cá cho mày. Ừ. Hồ chỉ chơi cá thôi, mình đang setup cho nó hơi xấu mà đặc biệt cái hồ cá biển anh phải xuống có hộp lọc của nó. Hộp lọc. Dưới hộp lọc dưới này nè. Có một cái bà thiệt là bự đẹp nha. Đây là mao tiên. Mao tiên, cá mao tiên đúng không? Cá mao tiên là biểu tượng của Viện Hải dương học Việt Nam mình đó. Con này mà mình nhìn trên xuống rất là đẹp các bạn. Đó. Đặc biệt là nó thấy ở tay mình là nó kiếm chuyện liền. Anh nhìn mấy cái ngạnh nhọn trên lưng nó đó, bắt đầu nó sẽ hướng về em nè. Nó có độc không? Có độc anh. Nguy hiểm dữ. Dạ, mình sẽ bắt bằng vợt, không bắt bằng tay. Em bị chích một lần rồi, nó rất là xót, nó như ông chích vậy đó. Xin. Nhưng mà có người mà họ kiểu nhạy cảm với cái độc tố của nó thì có thể nhập viện luôn á. Ồ, xin giới thiệu với các bạn ha, nhân vật thứ hai. Hơi bị rùng rợn. Con này là con gì vậy em? Con đây em hay giỡn là cá cục đá. Ôi nhìn nó giống con rắn nha. À cái con đang rắn đó, con trình. Con đó trình zebra là trình ngựa vằn. Ồ con này mà mấy chị mà vô tình mà nhìn thấy là bỏ chạy đó. Dạ. Còn cái đây là anh chắc không thấy con cá đâu, đây là con cá nè. Con này là con cá hả? Con cá em kêu là cá cục đá đó. Chà ơi. À, con đây là họ nhà cá săn mồi luôn. Và cái khả năng săn mồi nó kinh khủng lắm. Nó đứng im vậy đó. Con khá không biết nó là săn mồi đúng không? Lại còn là chỉ con to cỡ một nửa người nó nuốt một nuốt thôi. Là mất tích luôn. Không có cắn nha. Con này nếu mà không bạn không nói á, mình nói thiệt mình nhìn mình tưởng cái gì á chứ không phải con cá đâu nha. Con cá đó để em kiếm cái gì em khèo cho anh coi ạ. Ở dưới cái hồ bé bé này rất là nhiều cái điều thú vị với đây các bạn. Đây là săn mồi, gọi là hơi kinh dị tí. Toàn bộ là động vật săn mồi hết. Và mấy con săn mồi bên nước mặn mọi người để ý là mình đừng có nè, thấy hàng ghê không? Ừ, nè cái ngạnh đó nè. Nó chích một cái là nhức lắm. Nó đẹp quá. Nè, nó đứng yêu luôn nè, đó. Đó, nó đó, đó. Đó, nó bơi đó. Chứng minh cho các bạn thấy là nó không phải là cục đá. Nó giả bộ á. Nó là con cá. Nó giả bộ cái kiểu đó vậy á. Cái mặt ảnh giống con tắc kè lắm mấy bạn. Đây mà tới cự ăn của nó anh quay hấp dẫn lắm. Ồ, đã quá. Nhưng mà tại sao em lại nuôi nó dưới đây? Bởi vì những dòng săn mồi á thì nó ăn rất là kinh. Con này khi nó đói bụng nó có thể ăn một con bằng em nhớ không nhầm là 2/3 thể tích người nó luôn. Chà. Cho nên là gần như là nó là sát thủ. Thường mấy con sát thủ là mình nuôi một mình. Anh bỏ cho mấy cái ô kia vô tình cá khác nhảy qua là nó sẽ làm cho mất tích mà không cần một cái dấu vết gì luôn. Anh nếu mà mấy con này mình nuôi một hồ mà nhiều con như vậy đẹp ha, mấy con mao tiên. Dạ, mao tiên thì thường em đang tính setup một cái bể 40 mình chỉ chơi mao tiên thôi. Anh tưởng tượng giống như một con beta đó, là một cái hồ nuôi beta đó, nó dễ sống lắm, sức sống cực kỳ cao luôn. Hay đẹp quá. Nữa. Ở dưới một cái hồ bé bé có rất là nhiều. Anh biết con đó bao nhiêu tiền không? Con đó bao nhiêu tiền? Anh đoán thử. Ở đây em bán giá thành nó hợp lý, anh nghĩ nó khoảng chừng đầu dưới 500. Con đó 150 một con. cũng đúng nha, nhưng mà nó hơi thấp so với giá trị mình nói. Ở đây là những cái hồ mình thấy bạn đã set đẹp ha, set dạ. Ok hết rồi, mọi thứ hết rồi. Bộ hồ tên... cho Ồ, những cái này là mình do mình sản xuất nha. Có dạ đúng rồi. Rhinarium nè. Rhinarium, đây là Rhinano Reactor, có nghĩa là cái lò thử. Rhinano là tên bộ hồ này. Bộ hồ này là Rhinano.
Cái này đây, toàn bộ là do mình mát hết. Dạ đúng rồi. Đây là hộp bù nước và ống Rinano Aibro này là một cái bộ all in one là do bên mình thiết kế design. Cái này 100% là do mình sản xuất hết. Dạ đúng rồi. Là Việt Nam sản xuất. Dạ đúng rồi. Rất là tự hào Việt Nam luôn. Một người Việt Nam mà tham gia vào cá biển, một cái môn cá cảnh mà họ có thể tự sản xuất ra những cái thứ mà để giúp ích cho cái nuôi cá cảnh, dạ, cá biển nói riêng. Và hai nữa là 100% là Việt Nam các bạn ha. Đây là do bên công trình nghiên cứu bên bạn làm luôn. Ok, anh thấy cái thương hiệu đây không? RRF, nhìn tưởng nước ngoài nhập nhưng mà đây là thương hiệu con bên em luôn á. Ồ, thương hiệu là con. Thương hiệu của cái xưởng có nghĩa là Rin Reef Factory. Reef là rạn san hô đó anh. Là có nghĩa là chuyên xưởng chuyên sản xuất những cái thiết bị cho rạn san hô. Dạ, thì cái đây là tên bộ hồ và đây là tên xưởng. Hay quá. Ồ, cái bộ hồ như vậy nè, thì mình nuôi bao lâu thì được như vậy hay là anh setup vô sẵn nó được vậy luôn? Bộ hồ anh setup là từ ngày 24/7/2021 tới bây giờ chắc 1 năm rồi đúng không? 1 năm hơn rồi đó. 1 năm hơn rồi đó thì anh thấy san hô nó mọc bò như này không? Dạ, nó mọc nó bò ra bò lao nè. Anh thấy đây là một con mẹ nó bò lan ra nè, anh thấy nó lan không? Đây là một con mẹ, nó bò như cỏ, đây là con cỏ biển mà. Nó bò lan ra chừng nó sẽ bò phủ hết luôn. Đây em là 1 năm chờ rồi đó. 1 năm nó được như vậy ha. Dạ. Rồi khi mà người ví dụ như bây giờ anh muốn mua cái này thì là em trưng bày hay là em làm bán luôn? Toàn bộ bên cá biển thì anh phải khởi tạo một cái môi trường chuẩn cho bưng về thì em có thể cho phép bưng về nhưng sau này nó sẽ có vấn đề. Rêu hại bùng bởi vì nó mất cân bằng ở cái hệ sinh thái của nó. Mình tạo mới nó tốt hơn. Dạ, tốt nhất là mình nên kiên nhẫn tạo mới, mình chạy nước khoảng 30 ngày rồi mình sẽ thêm từ từ từng sinh vật vô. Với lại mỗi một con, ví dụ con cỏ đi, nó cần luồng như nào, sáng như nào, ăn uống như nào, chăm sóc như nào, bởi vì nó là động vật. Anh hiểu không? Là anh phải hiểu đặc tính từng con nào quýnh con nào thích đèn nhiều, đèn ít thì anh phải học từng con để trước khi anh bỏ vô. Chứ không phải anh bưng về, anh không hiểu về nó hết, khả năng anh fail rất là cao. Dạ. Anh phải biết từng cái loại, đặc thù từng loại thì dạ, nuôi nó mới tốt dạ, hơn. Dạ, đúng rồi. Anh còn không, anh chơi cá thì đơn giản, một cái hồ giờ anh chạy nước xong anh thả cặp Nemo với anh tôm vô thì bất tử luôn, cứ vậy sống hoài. Ở bên đây cũng là một cái hồ nhưng mà cái bố cục set khác các bạn dạ, bên đây là hồ Cubit 45 là hai cái form đây là mình dễ chăm sóc hơn do thể tích nước lớn hơn anh. Nhiệt độ dao động với biên độ dao động, nhiệt độ nó không có nhiều như hồ nhỏ cho nên là em nghĩ là 40 là tối thiểu. Rồi tới 45 là em nghĩ là ok. Các cái form hồ trên thế giới á nha, mà có một bộ hồ hãng em rất là thích đó là Resi Nanomax của hàng Resi của Israel, là cái bộ hồ nhỏ nhất của nó là Cubit 45 là như vậy luôn. Ở đây mình có thông tin của bạn Green ha bạn ha. Thì mình ở trên YouTube mình cũng hay xem cái chia sẻ kinh nghiệm của Green ở trên YouTube á. Green Aquarium ha. Hoặc là TikTok cũng là TikTok. Green Aquarium ha. Fanpage website ha. Bạn rất là đầy đủ. Cứ search một cái là ra hết thông tin mình em. Chơi cá biển mà nếu mà cái cá biển mà nếu mà cái gì không biết thì mình có thể search cái kênh Green để mà mình tham khảo ha. Không cần mua đồ bên em nha. Chỉ có mọi người đang chơi và đang có trouble gì mọi người cứ nhắn tin vô phần fanpage á, bên em sẵn sàng hỗ trợ hết. Hay quá. Dạ. Một cái người mà vừa đam mê mà vừa họ chia sẻ kinh nghiệm mọi thứ thì mình rất là quý những cái người mà thật nói chung là họ tạo điều kiện mọi thứ để cho cái người mới newbie họ chơi. Thật sự là ví dụ anh nuôi con chó đi, anh cũng phải muốn nó khỏe, anh nuôi con beta, anh cũng muốn beta nó khỏe và anh bán con beta ra, mà khách nuôi beta nó bị bệnh thì anh cũng buồn. Hoặc là người ta không mua anh nhưng người ta bị bệnh anh vẫn muốn support người ta, cho đó lý do vì sao em có hai kênh YouTube luôn á. Là support hết tất cả những câu hỏi mọi người, em cố gắng trả lời để cho giúp mọi người, thì giúp mọi người cũng là giúp mình thôi mà. Mọi người chơi được thì mình happy thôi. Đúng rồi. Ở đây là cái nơi mà lúc nãy giờ mình muốn quay cho các bạn. Đây là cái nơi mà mình thấy rất là nhiều cái loại đẹp, màu sắc đẹp, mình cũng không rành nó là cái gì, mình cũng không dám gọi tên đó, thì xin để chủ cái tiệm bạn Green ha sẽ giới thiệu các bạn. Ok, đây là cái farm mini của em. Có nghĩa là đây là nơi em ươm. Đây, em ươm giống từ đó nè. Mỗi cái như vậy là sống hết em ạ? Toàn bộ là sống hết. Dạ. Ví dụ nha. Nó giống như cái tượng nhỏ nhỏ tô màu á bạn. Dạ, đây nè. Một con đang mọc ra nè. Con đây mình nuôi từ một phát nhỏ vậy. Sau từ từ nó sẽ lan, nó bò ra thành bao nhiêu lâu thì nó được như vậy? Cái này khoảng lâu á, khoảng hơn nửa năm, 7-8 tháng rồi. Rồi một sản phẩm như vậy thì mình bán được bao nhiêu tiền? Cái đây thì tùy thôi, như anh em chơi với nhau họ bán ra nhiều lắm. Như họ chơi, ví dụ anh chơi xong anh nuôi nó đẻ nó dày đúng không? Cái anh cũng bán ra để mà lấy tiền mình mua muối á. Là giống như dạng làm kinh tế đó. Cho nên giá của nó sẽ trượt rất là nhiều. Bạn thấy nó động đầy không? Nó động đầy nè, thấy không? Nó sống đó các bạn.
heo. Đây nè, đây là nguyên một bụi giống á. Sống đó bạn. Nó bám vô đế này anh coi nè, nó bám vô đế này. Thì khi nào mình tách giống là mình sẽ tách nó ra. À, cái này mình có xác suất rủi ro như nuôi cá mình có thể chết, nhưng cái này mình có chứ anh. Là sao mà có chết hả? Ví dụ như một con mẹ đi. Một con mẹ em đang ươm đây. À. Anh thấy cái nút đế không? Ừ. Một cái nút đó là hồi trước đó là một nút như này. Cỡ như vậy mà nó lên chính xác là em cắt ra lại như này. À. Và đây là sau 1 năm. Thì nó lên như này. Bộ như vậy. Thì giờ em sẽ cắt. Em đưa lên mặt nước anh. Dạ. Em sẽ cắt lại từng khúc như này. Như vậy. Thì anh cắt ra 10 khúc để anh ươm như vậy thì xác suất thành công khoảng 70%. 70%, tức là 10 khúc mình có được 7 khúc. Dạ, còn không có kinh nghiệm hay xui xui thì nó tạch hết là bình thường. À. Còn nó cũng phụ thuộc hên xui nhiều lắm anh. Nhưng mà như em quen rồi thì em phát bình thường. Em phát 10 ăn 10 bình thường, những dòng này nó đơn giản. À. Còn những dòng khó nữa cơ. Những dòng khó hơn. Dạ, như nhiều con màu đang đẹp anh đưa vào cái hồ anh phải á, tự nhiên nó tối thui à. Nó nâu lè, anh nuôi cả nửa năm trời nó mới lên được cái màu lại. À. Và sau đó anh cắt nó thì nó lại bị móng màu tiếp. Khó chịu vậy đó. Ừ. Rồi có con thì nó không chịu thì nó tập luôn. Ồ. Nó cũng khó một đó. Môn gì mình cũng phải học các bạn. Dạ. Không phải là mình thấy người ta làm cái mình làm. Nó tùy con, như con đây thì dễ. Con đây thì chẳng tạch con nào mà anh thấy nó bò quá trời không? Ở một cái hồ này cả một gia tài và rất là nhiều công sức và kiến thức các bạn. Nhìn như vậy chứ nó không có đơn giản đâu. Mình học dần thôi anh, em cũng đang học mà. Đẹp quá, có rất là nhiều cái loại đẹp. Con đây là con diêm Indo. Đẹp quá. Diêm Indo. Nó chuyển động các bạn không? Có một số loại mình sẽ không thấy nó chuyển động nhiều, một số loại mình thấy nó chuyển động nè. Dạ, bởi vì polyp nó cứng anh. Ừ. Polyp là cái thịt của nó cứng, còn đây thịt nó mềm. Nó sẽ thò dài ra, nó sẽ chuyển động. Đẹp quá, cả một thế giới. Nè anh thấy bò lan nó quá trời nè. Ừ, cái này nhìn giống như rong biển nha. Dạ, nó là san hô anh, nó là con san hô sống á. Nó sẽ phản ứng với lại cái tay của mình, khi anh đụng vô nó sẽ co lại. À, đẹp quá. Đây là san hô mà nhìn như cỏ nè. Nó mọc vậy luôn nè, anh thấy không? Ừ. Bây giờ mình tắt nước nó khô á, nhưng mà không sao đâu. Chợt mở lại nó lại nở lại. Nở lại. Dạ, do là mất nước thì nó co lại, nó giữ bên trong á. Mà cái con đó nó phải nằm ở rìa như vậy. Nó giống như vậy đó chứ. Nó là bù đây nhưng mà nó tự bò lên đó đó. À. Nó tự bò lên hành đó. À, đây là bụi do. Bụi do. Do gọi là cúc áo. À. Có một cúc anh chạm tay vô này, anh coi nè. Chạm tay vô là nó sẽ co lại. À, đó. Chạm tay là co lại. Thì một đây là một con co vậy là gọi là một con do. Một con do. Dạ nó đẻ ra đó. Cái này nó cũng giống, nó có phải tên do luôn không? Dạ nó là anh gọi là cúc áo do, nó chia rất nhiều dòng anh. À, thậm chí là có một group mà mọi người chia cho do thôi. À, nó nhiều màu nha. Dạ nó sẽ có ID từng con, từng con, từng con, từng con. Như đây cũng là do mà bông nó bự bự quá trời nè, anh thấy không? Ừ. Nè nó mọc, nó bò ra kính nè, đó. Đẹp quá. Thì con này nhân giống cũng dễ. Cái mình, này rồi mà mỗi lần mình thay nước thì mình thay nước như thế nào? Mình thay một tuần thay 10% anh. Tuần thay 10%. Tuần thay 10%, nhưng mà nếu mà lượng san hô dày mình chơi chuyên nghiệp mình phải đốt theo hóa chất nữa. À, cũng rất là kỳ công các bạn ạ. Dạ, ở đây nhìn cái hồ thì sướng lắm, nhưng mà xuống đây thì mình thấy nó có rất là nhiều thứ. Dạ, ở đây thì hơi bừa, thông cảm cho là em đang sửa cái hộp đựng hóa chất nha, hơi bừa. Đây là hóa chất, đây là cái máy bơm hóa chất nè. Ừ. Dạ, nó sẽ canh một ngày là nó cho một lượng bao nhiêu đó, nó bơm ngày 10 lần, nó chia nhỏ ra để khỏi bị sốc hóa chất. À. Sẽ bơm 3-4 loại hóa chất vô hồ rồi mình sẽ đo nước như là hóa học vậy đó. Mình đo coi nồng độ canxi bao nhiêu, magie bao nhiêu, khác bao nhiêu, rồi nó sẽ có một lượng hút nhất định là mình bơm bổ sung lại để cho san hô nó lớn. Do nó tái tạo khung xương mà. Đúng là môn nào cũng kỳ công ha. Kỳ công. Thấy chơi. Cái hồ lọc rất là lớn luôn các bạn. Phía trên thì nhìn sướng lắm, nhưng mà phía dưới thì mình thấy là nó là một cái hệ thống. Rất hồ lọc đây là đơn giản rồi đó anh. Đây là đơn giản rồi. Đơn giản rồi. Đơn giản à. Có mấy ở bên đây Rin còn cung cấp rất là nhiều thứ ha. À cái đây để em giới thiệu anh, đó là tự hào Infinity. Đây là một hãng thức ăn và hóa chất cho san hô, made in Việt Nam luôn. Made in Việt Nam luôn. Là một kỹ sư môi trường người Việt Nam. Em đã ra gặp anh đây rồi và bên em đang sử dụng sản phẩm của anh đây. À. Infinity, người Việt Nam làm nha. Cái này đó là ủng hộ luôn. Test Sierra giống nước ngọt thôi. À. Mấy cái này thì mình biết nè các bạn. Stability, vi sinh luôn anh. Thuốc chữa bệnh, thức ăn cá. Đèn, tạo sóng. Dobzin là để chăm hóa chất nè. Cái này là cái chăm hóa chất lúc nãy nè. Dạ, để chăm hóa chất nè. Rất là nhiều thứ ha. Đủ đồ test. Chơi.
test, đây là test canxi nè. Này là không phải beta food nha bạn. Cái đây là thức ăn cho san hô anh. Thì thức ăn cho san hô. Dạ, dạng bột mình pha hòa cho nước mình bơm vô mặt cho nó ăn. Đây, mấy cái vật liệu khử, khử BO4. BO4 nó sẽ quyết định ra hồ mình rêu hại nhiều hay không, nhìn nó bị dơ dơ á. Đây nè, cũng vật liệu khử BO4 nè. Rồi lấy xong mình scan bằng Zalo á. Scan cái là nó sẽ scan ra cái mã QR. Dạ, hướng dẫn sử dụng. Dạ, hướng dẫn sử dụng. Cách mình sử dụng. Nhiều phết nha. Rất là nhiều thứ các bạn ha. Khi mà em bắt đầu cái cá này nè, thì do đâu như thế nào mà mình lại có cái duyên mình tới ngành cá biển như thế này? À, ok. Đầu tiên á thì lúc trước em công việc rất là nhiều. Em làm việc kiểu rất là stress á. Thì khi mà quay về nhà thì em rất là thích cảm giác nuôi cá. Cho cá ăn, nhớ cảm giác hồi bé anh. Mình nuôi buổi sáng mình ra mình cho mấy cá bảy màu ăn á. Cảm giác mình rất là nhẹ nhàng trong người á. Thì khi mà stress như vậy em nghĩ tới việc là em sẽ nuôi lại cá. Thì nuôi lại cá thì hồi bắt đầu em qua bên chơi beta đó. Bởi hồi đó beta là dễ nhất, thì em chạy qua nuôi beta. Mình nuôi khá là vui beta, xong em chơi qua thủy sinh đơn giản thôi. Rồi bắt đầu chơi các dòng, ví dụ như Ali rồi cái gì nữa ta, nhiều lắm, tép. Rồi cái cảnh sinh vật cảnh thì dạ sinh vật cảnh mới nước ngoài gần như là em chơi qua hết rồi. Xong rồi một ngày đẹp trời thì em thấy người ta chơi cá Nemo, trời mình bị cuốn hút liền luôn. Là đầu tiên thấy cái hồ nuôi cá Nemo là đầu tiên mình kiểu surprise á. Trời, cá Nemo mà nuôi được luôn. Giống vậy á, thì em bắt đầu dấn thân vô tìm hiểu nó. Và hồi đó thì cách đây 3 năm thì không có chia sẻ nhiều như bây giờ đâu. Không có nhiều cái kênh, không có nhiều cái tài liệu. Dạ, toàn bộ tài liệu là nước ngoài biết thiết bị này nọ rất là nhiều. Xong rồi cái em mới đi coi tìm hiểu cái phương pháp nào cho phù hợp với em nhất. Bởi vì thật sự là một cái hồ hồi đó nghe tới hồ nào cũng là 50-70-100 triệu. Mình nghe xong thì nó over mình mất. Thì em mới tìm một phương pháp. Thì em thấy có nhiều anh nuôi rất đơn giản. Ví dụ một cái hồ, anh bị tạch đi, anh cái hồ này anh bị tạch hư với lạnh hay là gì đó, nhưng mà anh cái là chết gần hết. Nhưng mà em vô đó em thấy nó tạch mà tại sao 2 tháng vừa qua mà cá anh vẫn sống. San hô có nhiều dòng vẫn sống. Hỏi anh thì anh kêu do mấy con nó dễ, mấy con nó dễ mà thèm chơi đó, thì nó lì lắm đó. Dạng như vậy thì em có một cái tư duy trong đầu là rõ ràng là nó có cái dễ chơi và cái khó chơi. Như tép và có tép màu rất là dễ chơi, nhưng mà con tép ong lại khó chơi. Thì ở bên các biển nó thiếu cái khái niệm phân biệt rạch ròi ra như vậy. Cho nên là với cái niềm tin đó em đi tìm hiểu. Em tìm hiểu ở bên các cái diễn đàn nước ngoài, người ta chơi dạng đơn giản rất là nhiều. Cái dạng thiết bị họ tự chế rất là nhiều, hay là cái dạng mà họ hiểu môi trường tới mức mà họ không cần tới bộ lọc luôn. Thì đó là cao siêu quá rồi, nhưng mà người ta đã đắp lại những cái tiền bạc, cái tài chính người ta đắp lại bằng cái kiến thức người ta, và người ta vẫn duy trì được, tạo được môi trường phù hợp với những dòng phù hợp. Ví dụ như những dòng nó rất đơn giản, nó không cần chiller. Như chơi cá thì nó hoàn toàn không có chiller, nó vẫn sống được. Nhưng mà ở cái thời gian đó người ta vẫn quan niệm là chơi cá vẫn cần chiller. Chơi cá vẫn cần con skimmer to. Thậm chí là hồi đó em ra là cái hồ lọc vách như này là bị ném đá rất là nhiều. Chiller là tức là nó là cái quạt khỏi luồng hay là chiller là máy làm lạnh nước. Hồi đó là lúc mà em chơi cái hồ lọc vách như này là vẫn bị rất là nhiều ý kiến trái chiều. Là một có bộ lọc như này làm sao có thể nuôi cá được. Nhìn nó không có pro đúng không? Nhìn nó không có pro rồi họ kêu là mình không bỏ được các thiết bị máy skimmer, máy đánh bọt khủng á. Thì họ kêu là cái khả năng nuôi thành công rất là thấp. Thì em thử nghiệm đi, thử nghiệm lại thì đó, anh thấy bây giờ. Nhưng mà em xét như vậy thì cái giá thành nó sẽ được giảm xuống và nó tiếp cận với nhiều người chơi hơn. Rất là nhiều luôn, ví dụ nguyên bộ đây mà không có chiller đi. Anh chơi những dòng đơn giản nha, đây là cái hồ em chơi là pro rồi, anh em chăm chắc rồi, không nói. Nhưng mà ví dụ anh chơi đơn giản, chỉ một cặp Nemo đi. Ví dụ như anh thích nuôi cặp Nemo đó thì sao? Thì chỉ cần phần cứng thôi, đâu cần gì đâu. Không cần tới máy làm lạnh nước luôn. Thì giá thành của nó khoảng 5-7 triệu thôi là ok rồi. Anh đã chơi được rồi đúng không? Còn anh mà thêm một cái chiller hay là anh lắp hệ thống quạt làm mát nước cộng với hệ thống bù nước nữa. Thì hầu như là mình dùng kiến thức mình để mình chế, mình bù đắp lại cho nó. Thì anh có thể chơi được những dòng san hô cơ bản. Như mấy con san hô bò lan đầy đây nè, mấy con nó rất là lì. Những anh chơi pro thì anh không thích chơi bởi vì nó dễ quá, nhưng mà với anh em tập chơi như mình thì anh thấy tuyệt vời mà đúng không? Nó là đẹp. Anh thấy là khi mà anh đến với em thì anh thấy cái cách em hướng dẫn rồi những cái mà em chia sẻ thì anh thấy là cái biển nó không có phức tạp như anh nghĩ. Dạ. Là nó đơn giản lắm. Nó dễ chơi mà nó cũng phù hợp với nhu cầu mà nhiều người rất là do, nhiều. Do em cho anh một cái góc nhìn khác về cá biển. Nhưng mà nếu anh ở góc nhìn đó anh lại thiếu kiến thức, anh đập những con khó vô thì anh lại thất bại. Thì đó là lý do vì sao tụi em cố gắng phổ cập kiến thức càng nhiều càng tốt.
để tránh nhiều cái sự hiểu không đúng về cái môn chơi này. Ví dụ như anh hỏi em là cái khó khăn khi mà em bắt đầu môn này là cái gì, là khó khăn nhất là cái mindset của người ta khi mà có môn chơi này. Ai cũng mindset là phải cả trăm triệu, phải này phải kia phải nọ mới được. Tại vì thiệt là khi mà anh đi anh thấy một cái hồ cá biển mà ở bàn anh chơi á, là anh cái đầu tiên đập vô mắt anh đó là mắt. Chắc chắn. Em thì lần trước em không biết, em đi giải thích rất là nhiều, em giải thích là em nuôi được, nhưng mà có người tin, có người không tin thì họ lại nghĩ mình là mình lại lừa người khác để mà mình bán thiết bị hay là gì đó. Thì cái đó là những hình ảnh khá là không có tốt, cho nên là em không giải thích nữa. Em đã set up luôn một cái hồ theo em hướng dẫn. Em để bên phòng marketing á. Tới bây giờ là 2 năm rồi. Sang hồ nuôi từ nhỏ xíu mà nó to vậy luôn nè. Em vẫn update rồi, em update là 488 ngày cái hồ đó thì phải, để cho mọi người xem được là thật sự là một cái hồ lọc quách nó vẫn nuôi được. Sau gần 2 năm trời và sang hồ nó vẫn mọc, cái hái nó vẫn khỏe bình thường. Là em chỉ muốn nói là trong một môn chơi nó có rất là nhiều góc nhìn. Cho nên là mình có cái nhìn bao quát thì mình sẽ hiểu là mình phù hợp với cái nào. Thể nào nói mày không nuôi tép được đâu. Tép khó nuôi lắm, trong khi con tép màu rất là dễ mà. Với cái mindset như vậy thì anh hoàn toàn có thể tiếp cận được con Nemo. Anh có biết con Nemo là có con cá mà bên nước mặn hầu như người ta không thèm chơi luôn. Nó dễ quá. Nó dễ nuôi quá. Dạng như vậy á. Nhưng mà đối với anh em bên nước ngọt anh qua anh thích không? Thích, rất là thích. Anh thấy nó là đẹp á. Nhiều lúc anh nhìn con san hô xịn anh còn không thích nữa. Đúng rồi. Nhu cầu của mình nuôi cặp Nemo thôi sao? Thì đó là lý do một cái hồ lọc vách ra đời. Anh biết cách đây lúc mà em chơi hồ lọc vách không ai đụng tới đó. Người ta kêu là nó không có đủ, nhưng mà em thấy bên Ripper nước ngoài chơi rất là nhiều. Đó là lý do em làm những bộ này. Hiện tại thì hồ lọc vách anh em nghe buồn cười đó, mà hồ lọc vách bây giờ người ta chơi nhiều lắm. Bây giờ người ta quen với nó rồi. Sau 2 năm người ta thị trường đã chấp nhận rồi, em khá là vui. Người học hồ lọc vách nhiều lắm luôn á. Ok, anh cũng cảm ơn riêng vì những cái chia sẻ, cái kinh nghiệm chuyên nghiệp rất là... Chuyên nghiệp thì cũng chưa đâu anh, chỉ là em vẫn đang cố gắng tốt hơn từng ngày thôi. Ok, thì những cái bạn mà nói chung là chúng ta có nhu cầu về nuôi cá biển á, thì có thể liên hệ mình riêng để mà tư vấn. Ủa nhưng mà như vậy thì mình ship đi như thế nào em ha? Ship đi thì sắp tới. Thôi sắp tới nó chưa diễn ra thì em chưa nói thôi. Hiện tại là bên em vẫn đóng gói và gửi đi tất cả các tỉnh. Là bao nhiêu ngày thì nó tới? Ở trong Việt Nam thì ví dụ như phần cứng thì mình gửi xe bình thường thôi. Còn cá thì mình bắt buộc phải gửi trong vòng 24 giờ. 24 tiếng? 24 giờ mình coi xe nào nó nhận giờ nào đó, mình canh giờ xe đi á, mình gửi rồi bạn ở đó bạn nhận thôi. Mình bảo đảm toàn bộ rủi ro cho khách hàng. Dạ, thường thì gửi xe thì khoảng mấy cái tỉnh gần đổ lại thôi. Còn mà xa như Đà Nẵng thì hơi mạo hiểm rồi, mình sẽ chọn phương án là sân bay. Mình ship máy bay cho nó luôn. Hà Nội ship máy bay luôn. Giờ ví dụ như những bạn mà ở quốc gia khác thì... Quốc gia khác ví dụ Campuchia thì vẫn có mấy anh ảnh mua cá bên mình thì ship anh sách đi về. Dạ, anh có đường anh đi về thì mình bán cho khách cam thôi, còn đi là người ta lo cái đường đó, có em vườn thường em ship ở trong nước thôi. Quá tốt, tức là bên Linh còn dịch vụ ship hàng chuyên nghiệp các bạn ha. Trong vòng 24 tiếng là sẽ có tới tay các bạn ha. Ok, thì bây giờ cũng đã chưa rồi, thì mình kết thúc video ở đây. Thì không biết là con có lời nhắn nhủ nào đến các bạn mà mới chơi cá biển, chuẩn bị tham gia cá biển hay không? Ok, với môn chơi này thì nhắn nhủ mọi người là để mình bắt đầu chơi, cái quan trọng nhất là mình có một cái mindset chuẩn, một cái lượng kiến thức chuẩn để mà mình hiểu về từng sinh vật. Bởi vì một con nó là một sinh vật sống, mình phải hiểu sâu về nó. Thì để mà support mọi người đó, mình có thể lên website của Rin hay là YouTube của Rin, có rất là nhiều video chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh biển nè. Thì có hai kênh YouTube là mọi người lên đăng ký để nhận mấy video mới á. Còn ngoài ra ví dụ như các trường hợp cấp bách, mọi người có thể nhắn thẳng qua fanpage bên Rin luôn để hỏi về các cái trường hợp hồ mình gặp phải, để mà bên Rin có thể support hỗ trợ mọi người xử lý những cái vấn đề đó ha. Bên Rin luôn sẵn sàng welcome mọi người. Ok, cảm ơn Rin. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok, cảm ơn anh Tấn hôm nay đã ghé thăm cái showroom của mình và chia sẻ cho mọi người nhiều hơn nữa các thông tin về sinh vật biển. Rin hy vọng là qua các video như thế này mọi người có nhiều hơn những cái kiến thức, thông tin về sinh vật biển để cho môn chơi này ngày càng phát triển nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye mọi người.